Hello anh em, chào mừng anh em đến với một video mới ngày hôm nay. Theo chủ đề hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái hành trình mà mình ăn gì trong một ngày hôm nay, ở cái thực đơn ấy mà mình đã ăn liên tục trong một tháng đầu rồi. Và đấy, sáng nay chúng ta có cân nặng thấp nhất 73,95 cân, so với 78,1 cân là cũng giảm được 4 lạng 1, 4 lạng 2 gì đấy rồi. Thôi cho làm nhầm 4 cân 1 hay 4 cân 2, cho là 4 cân. Nhưng mình nghĩ rằng là với cái chế độ này mình thấy khá là phù hợp, khá là enjoy á. Nên mình cũng muốn chia sẻ xem ok từng bữa nó sẽ có những gì. Và hiện tại bây giờ đang là 8 giờ sáng, đáng lẽ giờ này làm việc thôi, bình thường mình ăn sớm hơn một chút. Nhưng bữa sáng chính của mình ở đây chúng ta sẽ có là trứng cộng với thịt sống khói. Đây là cái miếng thịt mà mình sẽ mua ở Vinmart, mình về mình cắt cân 50g cắt vào. Còn ở đây thì sẽ có 2 quả trứng nguyên cộng thêm 3 lòng trắng, nếu mà là trứng to nhá. Còn nếu là các bạn là trứng nhỏ thì các bạn lấy khoảng tầm 4 cái lòng trắng như mình. Còn mình sẽ có 2 lòng đỏ, tổng cộng nói chung là sẽ là 5 lòng trắng và 2 lòng đỏ. Với 50g này xào cho vào chảo, đảo lên rồi đảo khuấy lên ấy. Ôi giời, rất đơn giản, là ai cũng làm được. Và chúng ta sẽ có ăn kèm với 2 lát bánh mì trắng. Bánh mì trắng không sao nha. Mình không ăn bánh trưng đâu. Đấy, mình sẽ có 2 lát bánh mì này. Nhưng mình sẽ cho các bạn một cái tip. Tip này không ai biết đâu. Hãy mua loại bánh mì này. Không hề quảng cáo, mà là tại vì là mình đi siêu thị ấy, mình mua đủ mọi loại bánh mì ấy. Không có một loại bánh mì nào mình ăn cảm thấy nó ngọt, nó ngọt, ngon như thế này. 2 lát thôi. Và chúng ta sẽ có 100g táo cộng thêm. Đây, cái này mình đều phải nhập hết vào máy Facebook. Bây giờ mình uống sữa, cà phê sữa đều có sữa ống thọ trong đây thì mình đều phải nhập vào trong đây. Sorry các bạn, nãy giờ mình quên, mình thông báo với các bạn là macro hiện tại của mình cho ngày, cũng là ngày tập, macro của mình nó là 230 protein, 225g carb và 40g fat. Còn riêng cái bữa đầu này ấy, nó sẽ là bữa ăn gọi là nhiều fat nhất trong ngày của mình. Bữa này chiếm 45,2g protein, 42,7g carb, 20g fat. Wow, 516 calo. Hẹn anh em ở bữa thứ hai. Quên một cái tip này, mình có mua cái loại bơ xịt á, vị bơ á, dầu xịt vị bơ. Calo cũng gần như không mấy đâu, nhưng mình thề với bạn là cho vào để mà xào với trứng này, ui nó thơm ấy, nó thơm dã man. Mà làm cho mình sáng nào mình nghĩ mình ngửi thêm mùi thôi, chưa ăn đã thấy rèn rồi. Như đó mua lại này, ngon rồi. Mười một giờ 16 phút và chúng ta đến với bữa hai của mình. Bữa hai đây thì là một bữa gọi là pre-workout. Thường mình sẽ ăn vào lúc giờ, hôm thì 11 giờ, hôm lúc 11 rưỡi, ngày nào ngày nghỉ thì mình sẽ ăn vào 12 giờ. Cái bữa đầu tiên và bữa thứ hai này của mình ngày nào cũng như nhau, kể cả ngày nghỉ hay là ngày tập, chỉ nó chỉ khác nhau là cái bữa dành cho lúc tập thôi và bữa cuối cùng. Còn cái bữa ngày hôm nay ấy, bây giờ hiện tại bây giờ mình sẽ có 80g gạo. 80g gạo nó hành cơm nhá. Mình sẽ cân là từ khi gọi là còn sống chưa chín. Ức gà 150g, ức gà còn sống chưa nấu. Ức gà này thì có ướp tiêu, nước mắm, một chút mì chính thế thôi. Và khi mà mình ăn khoảng tầm một tí này, thực ra là mình có bát canh cua ở đây này, nhưng mình sẽ chan lấy tầm thìa rưỡi hay thìa gì đấy, gọi là chắc khoảng tầm một bát nhỏ canh thôi. Và mình không phải là giống như kiểu mình ăn cả một cái bát canh to đùng như này đâu. Và có một cái nhá, đấy là mình sẽ không track cái canh này. Nhưng không có nghĩa là mình sẽ kiểu vì mình không track á, hay là các bạn thấy mình không track, các bạn áp dụng vào các cái của bạn và các bạn ăn kiểu ăn hết cả bát canh này. Như thế thì không đúng. Tại vì một phần ấy, khi mà chúng ta có những cái đại lượng gọi là không kiểm soát như thế, chúng ta phải có cái sự kiểm soát của cơ thể, của chính bản thân của chúng ta, thì nó sẽ consistent nhất.
chứ không phải là chúng ta cố gắng là ok cứ ai nói là không stress là chúng ta ăn sẵn là không. Cái này nó vẫn có calo nhưng cái lượng calo rất là thấp, và chính vì nó có cái chất xơ tất cả mọi thứ, và ngày nào mình cũng ăn y hệt như thế nên mình không stress cái này thôi. Chứ nếu mà các bạn muốn kỹ, các bạn có hoàn toàn có thể stress. Và bản thân mình sẽ sau đó mình sẽ có 20g sô cô la đen. Cái tác dụng của sô cô la đen nó sẽ giúp cho các bạn tập trung hơn, lưu thông máu tốt hơn, tỉnh táo hơn, chống chuột rút, rất nhiều lợi ích luôn. Macros của bữa này sẽ là 53.8g protein, 12g fat, 66.7g carb. Đó, bữa ăn trước tập rất là ngon mà. Ok, bây giờ là 1 giờ và mình sẽ chuẩn bị tập ngày leg day. Thì hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị trước cái intro workout của mình. Với ở đây thì chúng ta sẽ có một bóng quay kèm theo. Đây là cáp nhá, mình dùng cái cáp X của Apply Nutrition. Thực ra là cái bữa mà khác nhau giữa ngày tập và ngày nghỉ của mình ấy, nó chỉ khác nhau đúng cái bữa cái intro workout này. Tại vì mình sẽ có khoảng tầm 30g carb trong cái intro workout này. Để mình không bị đói ở trong cái buổi tập, mình có thể tập trung nhiều năng lượng hơn. Và lúc đấy mình có thể tập tốt hơn qua cái buổi tập đấy. Và chúng ta sẽ có 33.6g protein và 31g carb. Ngoài ra thì mình sẽ cho 15g EA nữa. EAA nó cũng là protein các bạn ạ. Và chúng ta có 5g creatine. Trộn vào nhau không có sao hết, nó không có mất đi gọi là sức mạnh, mất đi tinh chất gì đâu nhá, nên thoải mái thích hợp. Hôm nay mình gọi là phải để dành đến thời gian này để quay các bạn, nên thường thì mình sẽ để vào tủ lạnh sau khi mình ăn cơm xong là mình làm luôn, mình để lại. Nhưng mà hôm nay vì quay content nên để dậy là mới làm cho nó khác cái không khí một chút. Chết mẹ rồi, hơi đợt. Cho thêm đá vào, nhưng mà thực ra là đúng là cho thêm đá vào. Đó, uống ngon thật. Thì cứ nhớ là cho đá vào là nó sẽ rất ngon. Và nhớ phải là lau đi nếu các bạn có fuck up như mình nha. Đào mày nở hết rồi các anh em ạ. Hôm nay chính thức là 24 Tết. Mình, nhà mình là đào và cứ nở gần toàn bộ rồi. Tại vì thực ra là nhà mình mỗi năm chơi Tết ở Hà Nội chỉ đến khoảng tầm 28 âm thôi, là 28-29 về Thanh Hóa chơi Tết mùng 3, nên Tết đến là hết Tết rồi. Nhưng bây giờ chưa phải là mùng, chưa phải là Tết. Đẹp lắm. Đừng có chít nhá. Chỉ đối với mình cho anh này. Xuống. Hít. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. 1, 2. Em làm được vui thì mẹ giỏi mãi luôn. Giỏi mãi luôn, mãi luôn. Giỏi, em giỏi mãi luôn. Đấy. Được rồi. Được rồi. Chúng ta lại quay về góc bếp này. Bởi vì mình hôm nay vừa mới tập xong một buổi tập chân với Hoàng. Và hôm nay
là ngày đầu tiên mình bắt đầu tập đi load, đi volume, nên buổi tập nó có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. Tập xong thì đi đón mẹ con về, và bây giờ là 4:30 hơn. Mình thường trong khoảng thời gian này đến lúc 7 giờ mình muốn dành một chút gap để mình ăn vào cái bữa tối, nên bữa gap thì sẽ dồn nhiều hơn vào lúc đấy. Và thường tại vì hôm nay là ngày nghỉ, còn bình thường là mình sẽ hay dậy một bạn khách nữa, nên thường là tập xong phát là dậy luôn, nó trở thành thói quen rồi. Nên thành ra bây giờ mình chỉ có sau tập là mình sẽ uống một tầm 1.5 muỗng whey 50 gram. Mẹ, kỹ năng cân điều lượng không ạ? 50 gram luôn, chuẩn luôn. Nhưng hôm nay đi cắt tóc đi. Trai chưa? Quá đẹp trai luôn. Cắt tóc hung hãn quá các bạn ạ. Đi đường Tết tầm, mình đi từ đây lên Thượng Nhượng mất 45 phút. Xong ngồi đợi thêm tầm 1.5 tiếng nữa. Cắt xong 30 phút nữa, đi về khoảng tầm 25-30 phút nữa. Bây giờ chúng ta là 7:30 tối, và bữa cuối cùng của mình nó sẽ có hai món. Một là 100g bò, thịt bò thái sẵn ra rồi. Và đây là vỏn vẹn 50g thịt lợn. Ôi sao 50g thịt lợn nhiều, nhìn nhiều nhỉ. Và cái này mình sẽ ăn cùng với 100g cơm liền. 100g gạo, nhầm, xin lỗi các bạn, 100g gạo nhá. Là tầm 200g cơm. Đấy. À, chắc hôm nay mình quên không dặn con giúp việc là phải nấu 100. Tại vì bình thường là mình sẽ ngay nghỉ như ngày hôm qua là ăn 80g gạo. Đấy. Thì đây cho các bạn thấy là 80g gạo nó sẽ ra 167g cơm này. Và mình biết là thường kiểu mình nhấn hai á, thì mình sẽ cho thêm 40g cơm nữa vào, thành 204. Đó. Thì cứ khoảng tầm tùy nước mà các bạn sẽ cho vào gạo mà nó sẽ nhân ra cơm, nhưng mà thường đại lượng ấy nó chung quy là cứ tầm 100g gạo nó khoảng ra là 2 lạng mốt hoặc 2 lạng cơm cho dễ tính, và cứ 1 lạng gạo thì khoảng tầm 70-75g cáp gì đấy. Và mình sẽ ăn rau này. Cái này không phải của mình, cái này là của nhà, nhưng cái này là của mình. Đó. Wow. Đây. Tổng cộng 38.5g protein, 9.3g fat và 78.3g carb. Và tổng cộng hiện tại chỉ dựa vào thức ăn của mình nó sẽ đang là 213g protein, 221g carb và 43g fat. Có một cái điều ấy, đấy là ví dụ các bạn sẽ thấy là 213g protein đúng không? Nhưng như mình nói với các bạn ấy, là EAA mình nó đã là gọi là protein, nên mình khi mà mình uống 15g EAA ấy thì nó cũng sẽ tính thành 15g protein của mình, vậy nên thành ra nó sẽ tổng là 228g protein chứ không phải là 213g protein. Đó. Nên đây là chính là một bữa mà kết thúc một ngày. Mình đang băn khoăn thắc mắc không biết mình nên đăng video này trước hay sau Tết, tại vì các bạn sẽ rất nhiều bạn muốn tham khảo ăn uống để giảm cân, nhưng mà chắc chắn là sau Tết rồi chứ không ai xem trước Tết cả. Nhưng cho dù các bạn có xem trước hay sau Tết thì mình vẫn muốn chúc cho các bạn có một cái Tết tuyệt vời, hoặc đã có một cái Tết tuyệt vời, và chúng ta bắt đầu một hành trình giảm cân, hành trình tìm lại body mơ ước. Cảm ơn các bạn rất nhiều trong một năm vừa qua đồng hành cùng mình, và năm 2024 này sẽ là một năm mình nghĩ rằng có nhiều sự phát triển, có nhiều khoảnh khắc và kỷ niệm chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng nhau cũng như một năm mới tuyệt vời. Yeah. Và mình sẽ gặp lại anh em vào vlog của năm 2024.